Chào mừng các bạn đến với Phong Vân Khởi. Tiêu điểm lần này chúng ta sẽ nói một chút về Thiết Môn, một trong những môn phái vô cùng kỳ lạ của bộ truyện Phong Vân. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. 12 năm qua đi, kể từ ngày Phong Vân biệt tích. Tính từ mốc này về 60 năm trước, một môn phái kỳ lạ có tên Thiết Môn ra đời. Thiết Môn vang danh giang hồ không phải bởi võ công, mà vì kỹ nghệ đúc tạo binh khí của họ. Môn hạ Thiết Môn đều là những người có tư duy sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo và nền tảng công lực thượng thừa. Kỳ binh lợi khí của các đại môn phái đa phần đều do họ đúc tạo mà nên. Một quy luật bất thành văn khi đến Thiết Môn rèn đúc thần binh lợi khí chính là không được giấu giếm võ công. Người đến phải diễn qua một lượt võ công sẽ định dùng chung với binh khí mà họ yêu cầu đúc tạo. Vì thế mà vô tình, những đúc tạo sư nhất hạng ở đây cũng đồng thời trở thành tuyệt luân cao thủ với căn cơ nội lực vô cùng thâm hậu. Nhờ kết hợp tinh túy võ học trăm nhà mà tiền tổ Thiết Môn năm xưa đã sáng tạo ra nhiều loại võ công tuyệt diệu khác nhau. Trong đó, luyện thiết thủ, tuyệt nghệ có thể nung chảy kim loại, trấn phái chi bảo của Thiết Môn đã trở thành huyền thoại. Nó được giang hồ liệt vào một trong thập đại nan luyện kỳ công. Chưởng môn đời thứ hai của Thiết Môn là Thiết Đạo, có ba người đệ tử ưu tú, lần lượt là đại đệ tử Thiết Thần, nhị đệ tử Thiết Cuồng Đồ, em song sinh với Thiết Thần, và tam đệ tử Thiết Trí. Một ngày nọ, ông triệu kiến ba người, giao cho bọn họ mỗi người một khối kỳ thiết nặng hơn 100 cân, cùng với đó là họa đồ thiết kế thần binh thiên tội do ông nhiều năm tâm huyết nghĩ ra. Kỳ hạn 1 năm sau phải mang thiên tội đã đúc tạo thành hình về phục mệnh. 1 năm nhanh chóng qua đi, Thiết Trí trở về trước, tự nhận mình nông cạn, tư chất kém cỏi, chỉ có thể mường tượng ra oai lực hung mãnh của thiên tội, cho nên đã dùng khối kỳ thiết đúc thành một chiếc hộp có thể nhốt và kìm hãm nó. Sau đó không lâu, Thiết Cuồng Đồ trở về, trên tay y quả thực là thiên tội đã được đúc tạo hoàn chỉnh. Thiết Đạo không khỏi vui mừng vì thần binh xuất thế, nhưng cũng thêm phần âu lo vì thiên tội toát lên ác khí dị thường hơn ông ta đã nghĩ. Mãi không thấy Thiết Thần trở về, Thiết Đạo đến tìm mới vỡ lẽ. Trong 1 năm này, Thiết Thần không đúc tạo kỳ binh mà dùng khối thiết chăm chỉ luyện công, công lực tăng lên không ít. Thiết Thần sớm biết dụng ý đúc tạo thần binh là nhằm mục đích chọn người truyền chức chưởng môn của sư phụ. Ông vì không muốn tranh giành mà lơ là luyện thiết, chỉ chăm luyện võ. Ông suy nghĩ thấu đáo, hiểu rõ tính tình hai người sư đệ, nên khuyên sư phụ để con gái là Thiết Lan làm chưởng môn. Thiết Đạo trong lòng đã có tính toán, không miễn cưỡng Thiết Thần, chỉ yêu cầu ông nhận lấy bí cấp luyện thiết thủ, vì Thiết Môn mà phát dương quang đại. Ít lâu sau, Thiết Đạo qua đời, Thiết Lan lên làm chưởng môn đời thứ 3. Sau 1 năm để tang, Thiết Thần quyết định rời Thiết Môn, tìm nơi ẩn cư. Trước lúc từ biệt, ông được Thiết Lan giao cho thiên tội. Không thể từ chối tâm huyết của sư phụ đã mất, ông đành nhận lấy. Thiết Thần muốn tìm một nơi cách biệt thế gian, chuyên tâm sáng tạo binh khí. May mắn phát hiện được một đảo khoáng vật quanh năm sương phủ, ông quyết định chọn nơi đây ẩn cư, đặt tên là Thiết Tâm Đảo. Ông chiêu tập những ngư dân sống gần đảo, định hướng chỉ dẫn họ cách khai khoáng, trồng trọt, chăn nuôi, tự cung tự cấp. Chẳng mấy chốc, hòn đảo nhỏ dần trở nên đông đúc, cuộc sống ngày càng no đủ. Thiết Tâm Đảo không phân tranh với đời, nên Thiết Thần có nhiều thời gian chuyên tâm đúc luyện binh khí. Không quên nguồn cội, ông thu nhận nhiều đứa trẻ trên đảo truyền thụ võ công. Trong đó, 3 đứa nhỏ có tư chất đặc biệt hơn người là anh em ruột Hoài Diệt, Hoài Không, bé gái Bạch Linh, được ông nhận làm đệ tử nhập thất. Một ngày kia, Thiết Cuồng Đồ tìm đến đảo, y toàn thân trọng thương, tay ôm một đứa bé khoảng 8 tuổi, cầu cứu Thiết Thần một chỗ nương náu, nhờ giữ kín bí mật giúp y lẩn tránh kẻ thù.
khoảng thời gian được thiết thần trị thương trong bí mật, thiết cuồng đồ phát hiện anh mình đang nghiên cứu, thiết kế một bộ giáp phòng thủ có tên Thiên Kiếp. Y đề nghị gắn thiên tội lên Thiên Kiếp để tăng bá khí, biến nó thành chiến giáp có khả năng sát thương hung mãnh, nhưng bị thiết thần cự tuyệt, đuổi đi. Y quyết tâm chiếm đoạt Thiên Kiếp nên vờ hối lỗi, mong huynh trưởng cho cơ hội ở lại, sau đó nhẫn tâm hạ độc, phế đi võ công, bắt giam thiết thần. Vốn là huynh đệ song sinh, thiết cuồng đồ dễ dàng cải trang thành thiết thần, nghiễm nhiên trở thành đảo chủ. Vì sợ đám đệ tử hoài diệt hoài không phát hiện mình là giả mạo, y giả vờ mắc bệnh lạ, dùng thời gian trị bệnh để chế tạo Thiên Kiếp. Mặt khác, phái Hoài Không đến Trung Nguyên truy tìm tung tích bộ kinh vân, mang tuyệt thế hảo kiếm về giúp y trị bệnh. Thực chất là muốn dùng hảo kiếm để bổ khuyết, làm mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện Thiên Kiếp. Thiên Kiếp đại thành là họa của võ lâm. Liệu thiết cuồng đồ có đạt thành ý nguyện xưng hùng xưng bá? Những diễn biến tiếp theo sẽ lần lượt được hé lộ trong chuyên mục Tóm tắt Phong Vân bộ thứ 2. Mời các bạn chú ý đón xem. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.